Việc mở rộng cửa tiệm Tanokura đã được hoàn tất. Hai quầy tính tiền được đặt thêm trong tiệm Tanokura mới sửa sang lại. Đó là vào cuối tháng 2 năm 1956. Và đồng thời hàng hóa cũng ồ ạt được mang tới cửa tiệm. Khách sẽ bỏ hàng vô giỏ rồi sau đó mang tới đây. Mỗi mặt hàng đều có giá in trên đó hết rồi. Việc của chúng ta là chỉ cần bấm giá tiền vô đây. Nếu là 145 yên thì bấm 145. Nếu giá của nó là 86 yên thì bấm 86. Nhập hết giá của các mặt hàng cho một khách xong rồi thì bấm vô phím này. Con số hiện ra sẽ là tổng giá tiền. Bà hiểu rồi chứ? Coi ra cũng khá đơn giản. Nhưng mà nếu lỡ chúng ta bấm lộn số thì sẽ rắc rối đó con à. Dạ, chúng ta phải tập trước cho quen thôi. Tới lúc khai trương phải bấm cho thật chính xác. Hitoshi, Michiko đâu rồi? Không phải con vừa gọi nó sao? Cổ ra đây làm gì? Cổ lo việc nhà là được rồi. Nói vậy sao được, lỡ có chuyện đột xuất thì nó cũng phải ra đây phụ một tay chứ. Nó nên tập từ bây giờ thì tốt hơn. Con thấy không cần thiết đâu mẹ à. Michiko à, con ra cửa tìm một lát nha. Ra đó gì vậy mẹ? Mẹ muốn con học các thao tác trong cửa tiệm. Trước khi chính thức mở cửa thì con cũng phải thành thục. Nếu không khi cần làm sao con giúp được? Con tưởng con chỉ cần làm việc nhà thôi là đủ rồi chứ. Không phải lúc nào cũng chỉ làm việc nhà là được đâu. Sẽ có những lúc cửa tiệm đông khách, cả nhà sẽ cần con giúp một tay. Vợ của một thương nhân thì lúc nào cũng phải sẵn sàng để giúp chồng mình chứ. Nếu như sau khi mở cửa tiệm mới học thì quá trễ rồi. Tranh thủ học bây giờ đi con à. Nếu con bận thì mẹ không nói, nhưng thay vì đọc sách con qua cửa hàng học một tí đi. Vậy không lẽ là vợ của thương nhân thì không được phép đọc sách hay sao hả mẹ? Nãy giờ mẹ có nói câu nào như vậy đâu. Mẹ chỉ nghĩ là bây giờ con nên học việc trong cửa tiệm cho thành thạo thì sẽ tốt hơn. Có phải là cửa tiệm của người ngoài đâu. Nó chính là cửa tiệm của con mà. Con nên tích cực hơn một chút đi. Con đã rõ chưa? Nhưng mà anh Hitoshi đã nói với con là không cần phải ra cửa tiệm làm. Anh nói nếu như cửa tiệm nhà mình đông khách quá thì chúng ta có thể thuê thêm người làm. Chính miệng anh Hitoshi cũng đã nói như vậy với con rồi mẹ à. Con mà ra đó sợ anh sẽ giận con đó. Rồi để đây đi nè. Dạ. Hitoshi, mẹ nghe Michiko nói con kêu nó không phải ra cửa tiệm nữa, có đúng vậy không? Sao mẹ cứ than phiền về Michiko hoài vậy? Nhưng mà con thấy Michiko phải làm việc nhà như vậy là quá đủ rồi, cho nên không cần phải ra đây để phụ việc nữa đâu. Michiko luôn quan tâm đến mẹ và chị Hachiko, cho nên cổ cũng đã rất cố gắng. Nếu phải ra cửa tiệm làm nữa thì cổ sẽ bệnh cho cô. Tội vợ con lắm mẹ à. Mẹ không thấy có gì phải tội cho nó hết. Coi Hachiko đi, Hachiko phải làm cả việc nhà và việc trong cửa tiệm cùng một lúc thì sao? Lúc trước khi mẹ còn trẻ, mẹ phải làm hầu hết mọi công việc trong tiệm cá, rồi dạy nấu nướng và trông con nữa. Mẹ à, thời thế bây giờ đã thay đổi rồi. Michiko là vợ của con, cho nên con phải lo cho cổ chứ. Mẹ làm ơn đừng nói gì nữa. Mỗi khi mẹ la mắng hay là than phiền về cổ thì cuối cùng vẫn là đổ lên đầu con hết. Con mới là người mệt mỏi nhất đây nè. Con đang làm gì vậy Hachiko? Con đang chà lại cái chảo cho sạch một chút mẹ. Chắc là Michiko nấu cái gì đó bị cháy rồi nè. Không chà sạch thì chảo sẽ bị hư. Lại nữa hả? Con bé Michiko này không làm nổi chuyện gì hết đó. Nó không bao giờ lau chùi bếp nút, kể cả khi làm rớt dầu ăn xuống. Nó không biết sạch sẽ là gì hết. Mẹ, chắc cũng tại vì con quá kỹ tính thôi. Đúng ra khi Michiko chịu trách nhiệm làm việc nhà thì chúng ta không nên xen vào. Nhưng mà cứ nhìn thấy như vậy con lại khó chịu. Nên con nghĩ thôi thì mình cứ làm đại cho rồi. Khi mẹ nói mặt của nó lại tỏ ra khó chịu. Nếu mà nó chịu lắng nghe thì tốt rồi. Mỗi khi nó không vui nó còn cãi lại mẹ nữa. Riết rồi mẹ không muốn nói gì hết. Bộ mẹ quên Michiko là một tiểu thư rồi sao? Ngày xưa khi mẹ bằng tuổi nó, con dâu đều phải răm rắp nghe theo lời dạy của mẹ chồng. Chính mẹ đã chịu đựng một thời gian dài, cho nên mẹ cũng không muốn lặp lại chuyện đó. Nhưng mà con dâu cũng không thể nào quá hỗn láo như con bé Michiko này được. Mẹ thấy cách hành xử của nó đúng là hết thuốc chữa rồi. Biết làm sao được hả mẹ? Ngày nay tụi trẻ cưới nhau rồi là muốn sống riêng ngay, ít đứa nào chịu sống chung nhà lắm. Hai em nhà mình còn chịu sống chung với mẹ là hay lắm rồi đó. Bởi vì khi sống chung với mẹ chồng sẽ khiến cho con dâu cảm thấy không được thoải mái. Nên nghĩ lại thì đúng là cũng hơi khó cho Michiko. Mẹ cố gắng thông cảm cho em ấy đi mẹ.
Vậy mẹ phải chịu đựng nó và không được nói ra những gì mẹ muốn sao? Thật ra Michiko là vợ của Hitoshi mà, cho nên em ấy tới đây là để sống với Hitoshi, chứ đâu phải tới đây để sống với mẹ đâu. Ngày nay tư tưởng hiện đại này phổ biến lắm mẹ à. Hitoshi là chồng thì em ấy phải đứng về phía vợ mình chứ, nếu không Michiko mất mặt thì sao? Con nghĩ vợ chồng với nhau thì như vậy vẫn hơn. Giờ có con dâu rồi, mẹ mới hiểu được tâm trạng của mẹ chồng mình trước đây. Để dạy một đứa con dâu ngỗ ngược không biết nghe lời đúng là không đơn giản. Vậy ngày xưa mẹ cũng là một cô con dâu ngỗ ngược sao mẹ? Phải. Dù bị phản đối nhưng ba mẹ vẫn kết hôn, khiến mẹ chồng rất tức giận. Rồi sau đó mẹ vẫn không thể làm quen với cách sống của gia đình Tanokura được. Nếu như mẹ đã hiểu ra được điều này thì con nghĩ cho dù mẹ có giận Michiko tới cỡ nào đi nữa, mẹ cũng nên đối xử nhẹ nhàng với em ấy một chút. Nếu được như vậy thì tốt quá. Hình như nãy giờ con đang giảng dạy cho mẹ hả? Nhưng dù sao trông cậy vô cô con dâu này đúng là sai lầm. Từ trước đến nay mẹ luôn tự mình làm hết tất cả mọi việc, và bây giờ mẹ cũng phải điều hành cửa tiệm này mà không cần dựa vào ai hết. Bắt đầu từ ngày mai, mẹ sẽ không than phiền thêm một lời nào nữa về cô con dâu này. Vậy đi. Mỗi một món hàng nhỏ trong tiệm chúng ta đều phải dán giá lên hết, mẹ thấy mất công quá. Nhưng mà nếu như mình không dán thì khách hàng sẽ khó mà lựa chọn mẹ à. Vì họ sẽ cầm món hàng lên tay và nhìn giá tiền rồi mới quyết định là có mua hay không. Còn cá và rau thì sao đây? Mẹ nghĩ không thể bán theo kiểu tôi phục vụ được đâu. Con tính chúng ta sẽ để một phần cá và rau ở quầy tự phục vụ. Nhưng đúng là không phải cái gì cũng bán được theo kiểu đó đâu mẹ à. Những sản phẩm gia dụng thì bán theo kiểu tự phục vụ, cá và rau thì nên bán theo kiểu truyền thống vẫn tốt hơn. Nhưng nếu mình làm như vậy thì tốn thêm nhiều nhân công quá, trước hết là không thu được nhiều lời. Ý con là sẽ không bán cá, đây là tiệm cá mà. Không bán cá thì mình bán cái gì? Đâu nhất thiết là phải bán cá đâu mẹ, còn nhiều mặt hàng khác để bán mà. Hệ thống cửa hàng tự phục vụ cần ít nhân công hơn thì giá sẽ giảm xuống và sẽ bán được hàng. Hả? Chỉ cần cửa hàng chúng ta có lợi là được. Giờ cũng đã tới lúc từ bỏ cá và rau rồi, cũng vì hình tượng của cửa tiệm. Đừng suy nghĩ thiển cận như vậy nữa. Con cũng biết cá và rau là hai mặt hàng chính của cửa tiệm nhà mình. Mục đích mà chúng ta bán thêm những loại hàng khác chính là để khách hàng hài lòng hơn với cửa tiệm thôi. Vì vậy mới mở ra quầy tự phục vụ để bán nhiều loại mặt hàng với giá rẻ. Không bán cá và rau thì bán cái gì đây? Kìa mẹ. Mẹ quyết định rồi, mẹ sẽ dẫn tới bãi biển để mua cá tươi như trước đây. Mẹ sẽ bán cá và rau ở ngay trước cửa tiệm. Mẹ sẽ mua trực tiếp từ nông dân rồi bán lại. Đã kinh doanh thì phải làm như vậy mới đúng. Nếu vậy thì còn gì là cửa hàng tự phục vụ nữa. Con không thể nào làm ăn buôn bán với cái kiểu qua loa như vậy được đâu. Nếu không dán giá lên cá, chúng ta có thể viết giá lên giấy gói mà. Có như vậy thì khách hàng mới có thể mang cá và rau tới quầy thu ngân để tính tiền. Vậy thì ai sẽ bán cá và rau đây? Mẹ và Hachiko sẽ bán. Nhưng mà hai người còn phải đứng quầy tính tiền nữa mà. Mẹ thấy rồi đó, bán hàng trực tiếp thì cần rất nhiều nhân công, còn tự phục vụ là để giảm thiểu nhân công, từ đó giá sẽ giảm. Nếu mẹ và chị Hachiko lại bán cá, mọi chuyện coi như là công cốc hết. Mẹ đừng nói là nhờ tới vợ con đó nha. Vậy thì ta sẽ mướn thêm người, chỉ cần bán được nhiều hơn và có lời nhiều hơn thôi. Mẹ à, anh ăn đi. Hơi lại là món cá hồng nữa hả? Mấy hôm nay cửa tiệm nhà mình đóng cửa để chuẩn bị hàng, cho nên em phải qua tiệm khác mua đồ. Cá hồng là loại rẻ nhất trong mấy loại cá rồi, còn có thể chia đều cho 4 người nữa. Anh biết là mẹ kêu em giảm tiền sinh hoạt, nhưng mà dạo này ai cũng làm việc vất vả, ăn vậy sao đủ chất. Tiền mẹ cho em chỉ đủ mua mấy thứ này thôi, không còn gì rẻ hơn nữa đâu. Em cũng ngán ăn cá lắm rồi chứ bộ. Michiko, nếu như con chán ăn cá thì vẫn còn nhiều món khác mà.
mua đậu hũ về làm đậu hũ chiên, như vậy cũng đủ chất rồi. Có nhiều loại cá rẻ, chỉ cần cô biết chế biến thì sẽ có rất nhiều món ngon. Tất cả là do con thôi. Ờ, mẹ nói phải hả? Trước đây chị Hách chị cô cũng thường làm món bánh bao nhân cá và đậu hũ chiên cho cả nhà ăn mà. Rau băm nhỏ rồi trộn với cá mồi, món đó ngon lắm. Em biết em là một đứa vô dụng không làm gì ra hồn hết, nhưng em có thể làm những món ăn rất ngon và bổ dưỡng mà không ai có thể phàn nàn chê bai, chỉ cần em có tiền thôi. Anh không cho em đủ tiền để đi chợ, rồi bây giờ lại nói giống như là em bất tài vậy. Sao anh không nhìn lại bản thân của mình đi? Anh cũng đang khiến cho vợ của anh khổ cực vậy. Michiko à, con đừng cằn nhằn nữa nha. Rồi, giờ ăn cơm thôi. Phải đó, ăn cơm thôi. Chúng ta phải biết ơn vì vẫn còn đồ ăn, dù chỉ là một miếng cá hồng. Ngày xưa khi mẹ còn nhỏ thì món cá hồng cũng là thịnh soạn rồi. Thời đó cực khổ lắm, có lúc hơn một năm trời mà vẫn không được ăn cá nữa đó. Đó là chuyện quá khứ, mà bây giờ thì khác rồi. Thời trước hầu hết mọi người ai cũng phải sống nghèo khổ, không có ai được ăn đủ no, cho nên ai cũng phải chịu đựng, đó cũng là điều hiển nhiên thôi. Nhưng bây giờ thì khác xưa nhiều lắm mẹ à. Nhà nhà đều khá giả hơn, muốn ăn hay uống thứ gì cũng có hết. Mẹ làm ơn đừng có bắt tụi con phải ăn uống cực khổ như vậy có được không? Thời buổi này không còn giống như là lúc trước nữa đâu mẹ à. Mẹ đưa ít tiền như vậy chẳng khác nào là mẹ đang làm khó vợ con. Mẹ đưa cho cổ nhiều tiền hơn đi, rồi muốn nói về chuyện quá khứ gì đó thì nói. Mẹ làm ơn đừng có đem mấy cái chuyện đó ra mà kể nữa. Thật sự là tụi con ngán đến tận cổ rồi mẹ à. Michiko, khi nào việc làm ăn ở cửa tiệm khá lên, anh sẽ không để cho em lo lắng về tiền sinh hoạt nữa nha, anh hứa với em đó. Thôi được rồi, hy vọng là chúng ta sẽ sớm thuê được một người giúp việc. Em không muốn suốt ngày phải làm việc nhà. Em lấy chồng đâu phải là để làm việc nhà đâu. Tự nhiên cả nhà gây gổ với nhau chỉ vì mấy món ăn, thiệt là chẳng ra làm sao hết. Bây giờ ngay cả chuyện nói về quá khứ mẹ cũng không có quyền nói nữa. Đúng là xã hội ngày nay đã thay đổi nhiều quá. Mẹ không nên suy nghĩ như vậy. Mẹ cứ việc sống thoải mái mà không cần quan tâm tới ai hết. Theo con thấy, việc quan trọng bây giờ là chúng ta phải kiếm ra tiền mẹ. Nghĩ lại thì con nói cũng phải. Có tiền mua tiền cũng được. Có tiền thì đâu cần phải chịu đựng nữa, không phải cực khổ, gia đình êm ấm. Con biết không, ngày xưa gia đình mẹ nghèo khổ lắm, vì vậy mà mẹ phải cố gắng làm như ngày hôm nay. Nhưng mẹ không ngờ bây giờ mẹ lại bị con dâu coi thường. Mẹ nhất định phải cố gắng hết mình để cửa hàng mình thành công. Mẹ phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Chuyện xảy ra vào đêm hôm đó đã in sâu vào trái tim và tâm trí của Oshin. Oshin nhận ra rằng ngay cả hạnh phúc cũng chỉ có thể đạt được nếu có tiền. Không có tiền thì khó có thể hạnh phúc. Và chính điều đó càng khiến cho bà Hà quyết tâm nhiều hơn với cửa tiệm mới của mình.